Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình nhé. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm những thông tin đáng chú ý sau đây. Bình luận viên Quang Huy, tuyển Việt Nam cần Quang Hải bùng nổ trước Thái Lan. Bình luận viên Quang Huy chờ đợi Quang Hải và Hoàng Đức tỏa sáng ở trận chung kết AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Đội tuyển Việt Nam đã lọt vào chung kết AFF Cup 2022 sau chiến thắng 2-0 ở trận bán kết lượt về trước Indonesia. Sau 6 trận, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo ghi 14 bàn, chưa để thủng lưới. Dù vậy, một số cầu thủ vẫn chưa tỏa sáng như kỳ vọng, trong đó có trường hợp của Quang Hải, một kiến tạo và Hoàng Đức ghi một bàn. Ở trận chung kết gặp Thái Lan, bình luận viên Vũ Quang Huy chờ đợi Hoàng Đức và Quang Hải sẽ tỏa sáng để giúp hàng công đội tuyển Việt Nam thêm bùng nổ. Ngoài Tiến Linh, chưa cầu thủ nào của Việt Nam ghi quá một bàn tại AFF Cup năm 2022. Bốn lần gần nhất gặp Thái Lan, đội tuyển Việt Nam hòa 3, thua 1 và không ghi được bàn nào. Bình luận viên Quang Huy đánh giá. Tôi chờ đợi hàng công Việt Nam có thêm những nhân tố bùng nổ bên cạnh Tiến Linh, trong đó có Hoàng Đức, Quang Hải. Ở giải này, Quang Hải chỉ đá tròn vai, chưa phát huy hết năng lực, dù đã có những pha xử lý đẳng cấp. Ngoài ra, duyên ghi bàn của một tiền đạo khác là Tuấn Hải cũng cần được thể hiện. Hàng thủ đã chơi tốt rồi, còn hàng công với những cầu thủ giỏi cần được chứng minh nhiều hơn. So với AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan vắng nhiều cầu thủ chủ chốt, trong đó có bộ đôi Chanathip, Songkrasin và Supachok Sarachat ghi tổng cộng 7 bàn ở giải đấu trước, bên cạnh các tiền đạo Suvanath Muanta và Supachai Jaidev. Bình luận viên Quang Huy cho rằng đội tuyển Thái Lan đã suy yếu, nhưng vẫn ở trình độ chơi bóng cao hơn so với mặt bằng Đông Nam Á. Trước đối thủ tấn công nhuẩn nhuyễn và sắc bén, đội tuyển Việt Nam cần chơi tập trung, bình luận viên Quang Huy chia sẻ. Đội tuyển Thái Lan vẫn rất mạnh, không có Chanathip, đội bóng này thiếu một cầu thủ có những pha đi bóng và vỡ hàng phòng ngự đối thủ, nhưng cơ bản là Thái Lan vẫn mạnh với triết lý tấn công và kiểm soát bóng mạch lạc. Ở trận bán kết lượt đi, Thái Lan thua Malaysia nhưng vẫn có thế trận áp đảo, tấn công dồn dập. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam có thể chơi với tâm thế bình thản trước Thái Lan. Đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo ưa thích thế trận cửa dưới rình rập, còn Thái Lan chắc chắn chơi tấn công ở cả hai lượt. Với cách chơi của huấn luyện viên Park, kể cả đội tuyển Việt Nam có không thắng ở sân Mỹ Đình thì chúng ta vẫn còn lượt về để toan tính. Vậy nên cứ bung sức và yên tâm mà đá. Chuyên gia bóng đá của VTC cũng đề cao Terathon Bunmathan, hậu vệ từng nâng cao danh hiệu vô địch J-League, bên cạnh những cầu thủ tấn công đáng gờm như Terrasin Dangda hay là Ekanit Pania. Bình luận viên Quang Huy nói thêm Theraton là mẫu cầu thủ đội tuyển Việt Nam phải cảnh giác với cái chân trái khéo léo và nhãn quan tốt. Ở giải năm nay, Theraton đang làm tốt nhiệm vụ tổ chức lối chơi. Không còn Chanathip nhưng Thái Lan vẫn có những nhân tố gây đột biến như Ekanit Pania, Sarek Jodren bên cạnh trung phong Terrasin Dangda. Thái Lan xuất xa rất tốt, chơi không chiến cũng hiệu quả. Đây là những miếng đánh đội tuyển Việt Nam phải nghiên cứu. Bình luận viên Quang Huy khẳng định trận chung kết Việt Nam gặp Thái Lan là cái kết trong mơ với AFF Cup năm 2022. Sau 15 năm hai đội mới lại gặp nhau ở trận chung kết sân chơi khu vực. Bình luận viên Quang Huy kết luận: Đội tuyển Việt Nam mạnh hơn so với AFF Cup 2022 khi Hùng Dũng, Văn Hậu, Văn Lâm lần lượt trở lại, rồi có thêm những nhân tố hay như Tuấn Hải, Tấn Tài. Đội tuyển Việt Nam đã có thêm những nhân tố hay, chơi thứ bóng đá chất lượng hơn và được đánh giá cao hơn Thái Lan. Chúng ta mạnh và hoàn thiện hơn, còn Thái Lan đã yếu đi do mất trụ cột. Dù vậy Thái Lan vẫn chơi rất đỉnh đạt và chúng ta không thể xem thường Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ tạo ra trận chung kết đã mắt với những trường phái chơi bóng sở trường. Huấn luyện viên Mano Polking muốn chơi áp đặt, còn thầy Park chơi cửa dưới phòng ngự phản công. cả hai trận sẽ rất hay, đúng nghĩa là chung kết trong mơ. AFF khước từ đề nghị của Thái Lan. Liên đoàn bóng đá Thái Lan FAT muốn trận chung kết lượt về được tổ chức trên sân Rajamangala thay vì Thammasat, nhưng đã bị AFF từ chối. Một trợ lý của huấn luyện viên Alexander Polking chia sẻ về phóng viên. FAT đã cố gắng gửi đề nghị đổi sân thi đấu trận chung kết lượt về từ Thammasat sang Rajamangala nhưng bị từ chối vào chiều ngày 11 tháng 1. Tình trạng của sân Thammasat đang khá tệ sau một buổi hòa nhạc. Trận đấu vẫn được tổ chức trên sân Thammasat như ban đầu. FAT chấp nhận quyết định của AFF. Đây là điều có lợi cho tuyển Việt Nam vì sân Rajamangala có sức chứa gấp đôi sân Thammasat, 51.000 chỗ ngồi so với 25.000 chỗ ngồi. Nếu phải thi đấu ở trào lửa Rajamangala, sức ép từ cổ động viên chủ nhà đối với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lớn hơn. Theo vị trợ lý này, vào sáng ngày 12 tháng 1, FAT sẽ bắt đầu mở bán vé xem trận chung kết lượt về giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam. Ở AFF Cup 2022, một sân đấu khác cũng bị ảnh hưởng bởi buổi hòa nhạc là Bukit Jalil. Trong trận đấu lượt đi giữa Malaysia và Thái Lan, chủ nhà mất 20.000 chỗ ngồi do sân Bukit Jalil chuẩn bị tổ chức buổi hòa nhạc của ca sĩ Châu Kiệt Luân. Trở lại với trận chung kết Việt Nam và Thái Lan tối ngày 11 tháng 1, thầy trò huấn luyện viên Pohn King đã có mặt tại Hà Nội. Họ được nghỉ ngơi một đêm và sẽ tập luyện vào chiều ngày 12 tháng 1. Sáng cùng ngày hai đội có cuộc họp báo trước trận. Trận chung kết lượt đi giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 13 tháng 1 trên sân Mỹ Đình. Hai đội tái đấu lúc 19 giờ 30 ngày 16 tháng 1. AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam cảnh giác với trọng pháo Terasin đang đà. Nghi 6 bàn thắng ở AFF Cup 2022 cho tuyển Thái Lan đang Đa là minh chứng rõ ràng cho câu nói, gừng càng già càng cay. Trận chung kết AFF Cup 2022 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan là màn so tài giữa hàng phòng ngự mạnh nhất giải, không bàn thua của thầy trò luyện viên Park Hang Seo đối đầu với hàng công hiệu quả nhất giải 16 bàn thắng mà đội Thái Lan đang sở hữu. Tuyển Thái Lan đang có giải đấu ghi bàn hiệu quả, trung bình mỗi trận ghi 3 bàn, xe lưới đối thủ ở 5 trong 6 trận đã đấu từ đầu giải, nhiều nhất trong số các đội tham dự. Công lớn trong thành tích ghi bàn này thuộc về trung phong Terasin Đăng Đà, người đã có 6 bàn thắng từ đầu giải. So với AFF Cup 2020, hàng công của tuyển Thái Lan đã suy yếu do vắng bộ đôi Chanathip Songkrasin và Supachok Sarachat, ghi tổng cộng 7 bàn ở AFF Cup năm 2020. Bên cạnh thiếu hai tiền đạo trẻ đang lên gồm có Supanat Muenta và Supachai Jaidet, các tiền đạo trẻ như là Supachok, Supanat hay ngôi sao Chanathip là những miếng ghép quan trọng trong lối chơi kiểm soát bóng mà huấn luyện viên Mano Polking dày công xây dựng cho đội tuyển Thái Lan. Chính nhờ khả năng chuyển một chạm, di chuyển khôn ngoan và tạo đột biến, đôi khi chỉ bằng một cú xoay người của Chanathip, bên cạnh tuyến tiền đạo trẻ trung và giàu tốc độ, đội bóng Thái Lan đã càn quét AFF Cup 2020 với phong độ ghi bàn hủy diệt ở Singapore. Khi nhóm cầu thủ chủ chốt nói trên vắng mặt, huấn luyện viên Polking phải thay đổi cách vận hành đội bóng. Các tiền đạo vốn trước đây ít được đá như là Ekanit Pania, Bodin Fala được trao cơ hội. Duy chỉ có hai điều không thay đổi ở tuyển Thái Lan, đó là lối chơi kiểm soát bóng, áp đặt thế trận cùng tài ghi bàn của Đăng Đà. Terasin Đăng Đà là tiền đạo mũi nhọn nguy hiểm nhất của voi chiến ở giải đấu năm nay. Huấn luyện viên Polking đã luân phiên dùng hai sơ đồ là 442, Đăng Đà đá cặp với Adisa Kraisot và 433, Đăng Đà đá trung phong, nhưng trọng trách của Đăng Đà thì không thay đổi. Cầu thủ 34 tuổi giữ vai trò dẫn dắt hàng công non trẻ của Thái Lan và có nhiệm vụ ghi bàn. Đang Đa không chỉ di chuyển khôn ngoan để tự tìm khoảng trống để dứt điểm, mà tiền đạo 34 tuổi còn di chuyển rất rộng để lôi kéo hậu vệ đối thủ, tạo không gian cho đồng đội xâm nhập dứt điểm. Nhờ những bước chạy thông minh, khi lùi xuống chơi như hộ công, lúc giạt biên phối hợp của Đang Đa, hàng công của tuyển Việt Nam vận hành rất nhuần nhuyễn. Cựu tiền đạo đội UD Almera của Tây Ban Nha không chỉ đóng góp cho lối chơi bằng nhãn quan chiến thuật vượt trội mà còn ghi bàn đều đặn sáu bàn của đang đa từ đầu giải ghi được từ ba cú đánh đầu hai quả phạt đền cùng với một cú sút chân phải đó là minh chứng của một tiền đạo toàn diện có thể đáp ứng được mọi yêu cầu chiến thuật dù đội thái lan tấn công bằng bóng sệt hay bóng bổng sự xuất hiện của đang đa trong vòng cấm đồng nghĩa với rủi ro cho đối thủ nên nhớ đội tuyển thái lan chỉ cần một chân tạt hay như là terathon bunmathan và một cầu thủ đánh đầu giỏi như là terasin Đăng đa là đủ để ba lần xe lưới đối thủ ở vòng bảng và bán kết AFF Cup năm 2022. Ở tuổi 34, Terasin đang đa không còn dẻo dai như trong quá khứ, nhưng cũng như rượu vang, càng để lâu càng quý, trải nghiệm thi đấu tích lũy ở Tây Ban Nha, Nhật Bản giúp đang đa có bản năng săn bàn cùng với độ nhạy bén khó tìm thấy ở các tiền đạo khác tại Đông Nam Á. Kinh nghiệm tích lũy tại sân chơi khu vực cũng giúp Đang Đa rất hiểu các trận đấu tại AFF Cup. 16 trong số 24 bàn của Đang Đa tại AFF Cup được ghi ở 3 giải gần nhất tham dự đó là thước đo cho đẳng cấp của tiền đạo 34 tuổi. Nhiệm vụ phong tỏa đang đa được giao cho hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Cái khó trong việc kèm đang đa là ở chỗ, tiền đạo số 10 không phải điểm đến ưa thích trong các đường truyền của đội tuyển Thái Lan. Theraton Bunmathan và Sarach Dogen mới là hai cầu thủ được truyền bóng thường xuyên nhất. Còn nhiệm vụ của đang đa là di chuyển để lôi kéo hậu vệ đối thủ khỏi vị trí phòng ngự, rồi rình dập trong vòng cấm như một bóng ma để tận dụng cơ hội. Ở trận chung kết lượt đi ngày 13 tháng 1, chưa chắc Đang Đa đã ra sân. Tiền đạo số 1 của Thái Lan đang gặp một chấn thương, nhưng tuyển Việt Nam cần chuẩn bị cho mọi kịch bản. Kèm một cầu thủ khôn ngoan như Đang Đa là không dễ, thậm chí đây là mẫu tiền đạo hàng thủ tuyển Việt Nam chưa phải đối mặt ở các trận đấu trước đó tại AFF Cup 2022. Tuy nhiên với triết lý phòng ngự được định hình cùng sự dạn dày của các trung vệ, tuyển Việt Nam đủ sức khóa chặt Đang Đa cùng hàng công của đội Thái Lan trong hai trận chung kết tới đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh Bóng đá 365. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ kênh Bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.